Chào bạn đã quay trở lại. Thì trong video trước đó về keyword research to expanded lead bot đó, thì mình cũng đã hướng dẫn cho bên phía bạn các cái cách để bên phía bạn research ra các cái cluster còn thêm bổ trợ rồi. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn các cái cách khác để bạn có nhiều ý tưởng hơn và cũng như để lúc bạn research thì ra nhiều topic hơn cho bên phía bạn. Thì cũng như cái video đầu tiên mình nói cho phía bạn về cách research ra topic bổ trợ rồi, thì mình sẽ điểm sơ qua lại và cũng như mình nói ra những cách mới. Đầu tiên là bên phía bạn, ví dụ như cách cái thứ hai mà ngoài việc expanded lead bot ra, thì trong video đầu mình đã nói rồi, bạn bỏ vô keyword research, bỏ vô ad rep, bạn chọn Facemart và lead app center. Ví dụ như đèn pin thì với là Facemart hoặc app center, thì bên phía bạn cũng sẽ ra cái pattern topic và bạn quay lại những cái bước đầu tiên như phía mình làm, điểm sơ qua lại thôi. Cái thứ ba bên phía bạn đó là dùng Google Suggest, thì bạn bỏ vào bên trong cái keyword này vào trong Google. Và thứ hai là bạn coi trong Google nó gợi ý cho bên phía bạn về cái gì thông qua là phân tích và search tìm kiếm liên quan hoặc tìm kiếm như Google. Ví dụ như bạn coi trong search thì hiện nó sẽ ra cái mục này, thì khâu này bên phía bạn coi nó topic ra như thế nào, hoặc là nó cho cái panel thì bên phía bạn sẽ coi. Ví dụ mình sẽ lấy một số ví dụ khác, ví dụ đèn pin đi chẳng hạn, thì nó sẽ ra đây là cái từ khóa này police siêu sáng của Nhật, Xiaomi tự về đổi đầu, đó là các topic con bên phía bạn cần làm. Hoặc là bạn kéo xuống dưới search rated thì nó sẽ có khâu này. Thì đây như bên phía bạn coi, ví dụ như một số từ khóa này nè, phim Avenger. Thì nếu như bên phía bạn làm về phim Avenger ấy, thì đôi khi bên phía bạn thấy rằng là đây có topic khác mà phía bạn nên làm. Đầu tiên là thứ tự phim Marvel, là phim truyền hình Marvel, thì bạn đã tạo ra một topic là các phim Marvel, tập hợp các phim Marvel trong đó. Nhưng mà thấy đây nó sẽ có phim Người Nhện, Xây Nhà, Đại Úy Marvel, X-Men và rất là nhiều topic khác, các bạn hãy coi ở đây. Đây là cái các topic còn các topic bộ phim khác mà Google khuyến khích bạn nên làm. Thứ tự phim Marvel trong 2020 2019 là Captain America. Thì đó, bạn nên có những cái bộ phim đó nữa, ngoài việc là bạn đang SEO từ khóa phim Avenger ở đây. Avenger 4 cũng được. Đó. Ok là đó. Thì nếu bên phía bạn làm này, bạn nên có những topic cụ thể về Scarlett Johansson, giới thiệu về các diễn viên như thế này, liên quan các diễn viên như thế này và như các phần khác của phim Avenger. Đó, như bạn thấy ở đây. Thì đó là bạn thông qua cái phần shop để bạn phân tích và như coi về cái khâu này. Rồi, khóa thứ tư thì bên phía bạn sử dụng cấu trúc site domain. Để sử dụng bạn sẽ chọn ra một cái website đứng top từ khóa đó và bắt đầu sẽ bỏ vô vị trí của Google. Tất nhiên bạn sẽ không muốn chọn website có brand quá là lớn, ví dụ như là một số trang bạn làm nhau lĩnh vực sức khỏe đi, nó sẽ có hello bác sĩ Vinmec, thì bạn bỏ qua cái website đó một chút, bị nó brand lớn quá đôi khi rằng là content nó không đủ chuyên sâu nhưng mà đủ uy tín quá là cao, nên thành ra là Google cũng cho lên top, ý là như vậy, là bạn bỏ qua khâu đó. Hiểu này á, bên phía bạn sẽ chọn ra những cái thằng mà đứng top đầu ngành luôn, bạn lấy hết keyword bỏ Google, sau bạn lấy vị trí top 1, nhưng mà nếu top 1 là từ khóa website có brand lớn thì bạn bỏ qua nha. Và sau đó bạn sẽ lấy cú trúc là site2.domain top1.com cộng cho head keyword, phân tích các bài viết liên quan, mọi người tương tự các bài viết liên quan lấy đó. Ví dụ mình lấy từ khóa đồng hồ, mình lấy thế giới di động đi, thế giới di động trong lĩnh vực, mặc dù đó là thương hiệu cũng lớn, nhưng mà mình lấy ví dụ cho mấy bạn để bạn dễ hình dung qua chứ đã. Nếu mà bên phía mình thì mình sẽ chọn đồng hồ hải chiều hơn là thế giới di động, bởi vì thằng thế giới di động thằng rất là lớn rồi. Thế này mình lấy phía mình lấy hết thế giới keyword đi nhé. Thì giả sử mình lấy thế giới di động, mình có 2.site thế giới di động.com rồi cho đồng hồ, bên phía bạn sẽ ra rất là nhiều topic con khác, ví dụ như đồng hồ nam nè, đồng hồ smartwatch nè, đồng hồ điện tử chính hãng, đồng hồ Citizen nam, như bạn thấy đây các cái đồ, các cái đồng, các topic con khác, cái topic mà sub category khác hoặc các category khác mà bên phía mình nên có để bổ trợ nhau. Từ đó Google thấy rằng là mình là một đứa chuyên về đồng hồ, có đủ cái độ uy tín và độ chuyên môn trong cái lĩnh vực đồng hồ. Nhưng mà thấy kéo xuống dưới đó, đồng hồ đó, những hình ảnh đó. Và tương tự do ví dụ kiếm tiền online thì mình sẽ chọn asset trade nhé. Nhưng mà thấy đây cách kiếm tiền online, tổng hợp các kiếm tiền online online với kênh YouTube, MMO là gì, bản thức MMO uy tín và bền vững đó. Thì bạn có thể thấy dễ dàng ở đây là các cái topic con cho các bạn khi mà bạn triển khai. Rồi một số cái số 5 nữa là bạn phân tích internal link và cụ thể trong bài viết trong shop, thì có nghĩa là bạn sẽ click vô cụ thể từ top 1 đến top 3 của cái kết quả tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm luôn. Search là search engine result, bay nghĩa là top 1 đến top 3 của kết quả tìm kiếm luôn. Sau đó bạn đọc bài viết, bạn coi phân tích liệt kê như thế nào. Ví dụ như là bạn liệt kê phân tích lại, ví dụ bấm vô đồng hồ di động đi. Đây, mình coi nó có Casio nè, đồng hồ nè, bấm vô đồng hồ tay Casio đang đứng top. Click vô nó có các cái topic con ở đây, link kết nội bộ với Origin nè, Citizen nè, Anne Klein, Titan, Fossil,
đó thì mình sẽ coi các cái từng cái nói chung là mình sẽ coi từng cái topic trong đây mình liệt à, nó nên coi topic này topic topic này thì mình sẽ bảo liệt kê lại, nếu coi như cái khâu đó mình có cung cấp sản phẩm đi thì mình sẽ biết, còn nếu không thì mình bỏ qua hoặc mình không ưu tiên ở trong đó. Thì đó là cách mình phân tích luôn thông qua liên kết nội bộ, mình đọc bài viết mình phân tích thì đó là toàn bộ về các cách mà năm cách mà mình thường sử dụng. Thì cách đầu tiên là cái expanded lead board thì mình đã show với bạn rồi. Thường đó là năm cách để mình tìm kiếm các topic bổ trợ cho khâu SEO và ý tưởng để viết để thu hút lưu lượng truy cập tới website của bên phía mình. Rồi, cảm ơn bạn đã lắng nghe.